Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cuốn sách 100 bản nhạc hay và dễ tập chuyển soạn dành riêng cho đàn Kalimba. Vì là cuốn sách này cần thiết cho các bạn nào mà đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các bản nhạc cũng như là đang trong quá trình luyện tập đàn Kalimba. Thì bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu trong cuốn sách này có những gì nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mục lục ở trong cuốn sách này. Thì vừa nhìn qua thì chúng ta sẽ có thể thấy là trong cuốn sách này có rất là nhiều thể loại nhạc như là nhạc thiếu nhi, nhạc trẻ, nhạc hoa và nhạc quê hương trữ tình, nói chung là rất đa dạng thể loại nhạc và nhạc nước ngoài nữa. Tiếp theo là phần một số ký hiệu ở trong bản nhạc. Mình thấy sơ qua thì ký hiệu của nó cũng rất là ngắn thôi. Các bạn chỉ cần đọc trong khoảng tầm 3 đến 5 phút thôi là mọi người có thể hiểu được hết tất cả những ký hiệu ở trong bản nhạc này rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một bản nhạc cụ thể ở trong cuốn sách này. Ở đây thì mình sẽ mở thử bản nhạc bài Thuyền Quyên để mọi người cùng xem nhé. Chúng ta sẽ có phần lời bài hát và phần nốt nhạc ở bên dưới. Trong cuốn sách này sẽ thiết kế lời bài hát và phần nốt nhạc song song với nhau nên là việc các bạn có thể dễ dàng các bạn xác định được là cái câu từ này sẽ tương ứng với cái nốt nào ở trong bản nhạc. Thì ở đây mình ví dụ như là từ xa xa thì sẽ tương ứng với nốt 3 phẩy và cái từ xa thứ hai thì sẽ có hợp âm là số 1 cái ngang số 3 phẩy, thì các bạn dễ dàng mọi người xác định được là cái từ này sẽ tương ứng với hợp âm hay là cái nốt nhạc nào. Nói chung mình đánh giá qua cuốn sách này thì rất là phù hợp với những bạn đang tập đàn Kalimba hoặc là các bạn tập đàn Kalimba một thời gian rồi mà các bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những nốt nhạc, những bản nhạc. Và mọi người còn chần chừ gì nữa mà không đặt ngay cuốn 100 bản nhạc hay và dễ tập về chiêu chiêu với đàn Kalimba nào.